lô hàng đó thật anh nha anh em, hàng tự nhiên hết hoàn toàn. Đá phong thủy dùng chơi phong thủy trấn trạch gia đình. Cái này về mình lên cái đôn gỗ nữa mình chơi thôi nha anh em. Rồi anh em nào có mua hàng thì cứ để lại dưới lời bình luận cho em. Những viên đá nhờ do thiên nhiên tạo nha anh em, tự nhiên hoàn toàn chưa qua mài dũa nha, nó tự nhiên y như vậy. Rất là đẹp nha anh em. Số điện thoại của mình là 035 336 9229 nha anh em. Anh em nào quan tâm thì cứ để lại số điện thoại cho mình. Mình sẽ tư vấn thêm. Rồi anh em nào cảm thấy hay thì cho mình xin một cái đăng ký để coi những video tiếp theo. Với lại một like, một chia sẻ. Mình cảm ơn anh em.